Hãy
Rồi.
Thế lên nó đập cho ba quả ba cặp vạch 3 mét xong cái nó luôn mà đi. Đề quá đánh bóng này đánh vào đầu. Nhưng mà nó vừa vào nó đập cho ba quả như thế thì là sợ. Mày đánh ba người này thả ăn mà. Bây giờ có thành người lại nó bại hình rồi. Không phải lấy ba bước đâu, lùi mà lấy ba bước không mà.
thiếu nữa bước một. Anh sang xem qua anh đánh rồi. Nhất rồi. Xem gì? Quay biết đánh đâu. Anh Tùng may mắn anh Tùng nhá. Anh Quang đợi anh Quang. Này thế à? Về cuối anh tin tay sang hết mà. Chả qua lúc đầu đánh lấy điểm. Đánh lấy chất chi thì nào. Cũng nhảy lên được. 8-1. Chị đánh cái cuối nhở. Cái này mình có điểm cổ vũ với anh và Tổng Nguyên đấy. Cái điểm là không biết là em. Ôi. Bà này, mày cũng phải đứng cái gì nhé không? Mày chưa đâu đấy. Bà này, nổ sân vàng cắt nó cao cắt cao thật đấy quả đấy chuyền hai hơi gì còn cao này em anh Quang ơi có bị cung quang từ mặt trời á không hay một đấy rồi một kia sau không công không hiểu em bán ồ đúng đúng lý mình thằng Việt Anh thì là lâu rồi đấy, đây thấy áo ông ở
rồi, thằng này cầm mấy năm nhỉ? Cầm mấy năm nay rồi chả được đấy. Cái đẻo tủ, một đẻo tủ. Gặp mày ở trong phòng mày không thể lấy được. Em mang đi trả thì biết chứ. Em có biết đấy. Nó đẻ phát thối à. Ok, bục mẹ rồi. Xem 14 đập. Đối chấp này thả bỏ chứ này. Tôi đây bạn ơi. Chuyện khó hiểu thật đấy. Cái đội đấy mà cho lên như này thì chịu rồi đấy.
Bạch to vãi lồn. Bạch á? À? Thế em không quen, anh phải nhảy mà. Lấy kiếm thuốc đâu? Từng đâu rồi? Đã đụng kia mà phát bóng. Kiếm kém quá. Khoai nhẹ, anh mai lấy như muốn đánh. Đội của ông Quang này là đội gì? Quốc tế. Bên kia là Ngân hàng Tài chính. Hôm nay anh đánh Ngân hàng Tài chính làm gì? Thế là thắng chắc rồi. Dạ bên Ngân hàng Tài chính nó khoảng kia đánh ngu quá. Mai mai còn mạng hơn thế rồi. Quang về rồi. Về lâu rồi. Về được Quang rồi. Phát. Lên đi em. Trước mà chuyển anh đập nhiều đấy, anh mới quen đấy. Để đóng hoang chuyên. Gọi anh em lên đi để cổ vũ à. Ê mang máy lên không? Có. Lên thì lấy đâu clip quay. À thế. Thì sao? À không lên thì lấy đâu clip. Ôi. Giờ muốn nào? Mai là em phải bật máy anh học, em học ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đánh thằng này á, đi mẹ nó đập nó con đầu. Ôi biết đập thằng này luôn. Thằng này đập có muốn chảy máu ra nha, chứ đừng nói thằng này đập không phải vào hàng người ta mất. Thấy đi không? Tổng mã đâu? Mạnh anh cùng đi đâu ngủ nhờ? Quay lên, sao mày quay cái này? Chả quay lại bên rồi đâu, thật quá.